Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, mưa xối xả nhiều ngày ở tỉnh Quảng Đông đã gây ra lũ lụt ở một số con sông trong lưu vực sông Châu Giang, buộc chính quyền phải triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 1. Trong số đó, dòng chính của sông Bắc Giang đang gặp phải trận lũ lớn nhất trong lịch sử vào thứ Năm ngày 22 tháng 6, khi mực nước trên toàn bộ lưu vực sông nằm trên mức báo động, khiến thành phố Lạc Sương ở Thiều Quan và thành phố Trinh Đề ở Thanh Viễn chìm trong nước lũ kinh hoàng. Lũ lụt đã ngập gần hết tầng 3 của những tòa nhà. Theo một số phương tiện truyền thông Trung Quốc, từ 12 giờ trưa ngày 21 tháng 6 đến 12 giờ trưa ngày 22 tháng 6, 99 con sông ở Trung và lưu sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo dao động từ 1,5 đến 9,95m. Trong số đó, các con sông như Bắc Giang ở Quảng Đông và Lệ An ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt lớn nhất kể từ khi có số liệu khí tượng được ghi nhận tại đây. Tại tỉnh Giang Tây, nhà cửa và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác của khoảng 500.000 cư dân bị lũ lụt làm hư hại, trong khi tại tỉnh Quảng Đông, gần 500.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mưa lớn kéo dài đã khiến đường xá ở nhiều thành phố bị ngập sâu và bị sập. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa, ô tô và mùa màng của nông dân. Hình ảnh về lũ lụt, lính cứu hỏa, nhân viên cấp cứu và tình nguyện viên trong nước giải cứu và di dời những cư dân bị mắc kẹt có thể được nhìn thấy trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. Trận mưa lớn hiếm gặp trong hơn 60 năm qua đã ảnh hưởng đến ít nhất các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo màu đỏ đối với lũ quét cấp độ cao nhất đầu tiên trong năm nay và tối qua. Do lo ngại lũ lụt và dẫn đến sạt lở đất, một số thành phố ở tỉnh Quảng Đông đã tạm dừng công việc và các lớp học, thậm chí các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố cũng bị đình chỉ. Trụ sở phòng chống lũ lụt hạn hán và phòng chống gió tỉnh Quảng Đông đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên cấp 1 vào tối thứ Tư. Tính đến tối thứ Tư, gần 230.000 người đã được chuyển đi trên toàn tỉnh và dân số bị ảnh hưởng đã lên tới 470.000 người. Ngoài ra, khoảng 1.729 ngôi nhà bị hư hại, diện tích hoa màu bị hư hại lên tới 27,13 ha và thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ, khoảng 275 triệu đô la Mỹ. Mưa xối xả không chỉ khiến nhiều tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề, mà ngay cả Bắc Kinh cũng đưa ra cảnh báo mưa dông tại các tỉnh phía Đông Trung Quốc. Mực nước tại một số hồ chứa ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã gần chạm mức cảnh báo và phải xả xuống hạ lưu để đề phòng. Sau khi Trung Quốc bước vào mùa lũ, mỗi mùa hè ở phía Nam Trung Quốc và Hoa Đông thường phải hứng chịu lũ lụt do mưa lớn. Tuy nhiên, lũ lụt xảy ra ở Nam Trung Quốc năm nay không chỉ đến muộn mà còn có cường độ lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Lũ lụt và các biện pháp phong tỏa do đại dịch mới gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, việc làm và sinh hoạt của người dân. Trong khi nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu lũ lụt, thì nhiều vùng ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc đang trải qua thời tiết nắng nóng như thiêu đốt. Hàng triệu hộ gia đình phải bật điều hòa từ trước để tránh nắng nóng, bất ngờ đẩy mức tiêu thụ điện tăng kỷ lục. Cục Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và Hà Bắc vào thứ Tư. Trong khi đó, một số thành phố ở Sơn Đông, tỉnh đông dân thứ hai của Trung Quốc đã ban hành báo động đỏ về thời tiết nắng nóng, buộc mỗi người dân trong số 100 triệu cư dân của tỉnh phải bật điều hòa khiến lượng điện tiêu thụ trên toàn tỉnh tăng cao kỷ lục. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, nhiệt độ tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung và phía Đông Trung Quốc sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong tuần này. Reuters trích dẫn một báo cáo của CCTV hôm thứ Năm cho biết, giá trị cao nhất của lưới điện Sơn Đông đã tăng vọt lên 100,94 triệu kW vào thứ Tư, vượt qua giá trị cao nhất là 99,22 triệu kW được thiết lập vào năm 2022, lập kỷ lục mới. Giá trị cao nhất của lưới điện ở tỉnh Hà Nam lân cận đạt 89,08 triệu kW vào thứ Ba, vượt qua mức cao kỷ lục trước đó là 71,34 triệu kW. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết trong chuyến thăm một nhà máy điện ở tỉnh Hà Bắc rằng Trung Quốc phải tăng sản lượng than để kiên quyết chấm dứt tình trạng mất điện, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc vào cuối ngày thứ Tư. Quý vị thân mến, từ trước đến nay, khi nhắc đến Ấn Độ, người ta hay nhắc đến loại vũ khí tên lửa siêu thanh BrahMos cực kỳ nổi tiếng và vang danh thế giới. Ngoài ra, quốc phòng Ấn Độ còn sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi vậy, khi hai nước Trung Ấn nổ ra giao tranh quyết liệt, khiến thế giới rất lo ngại chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ bùng nổ vì cả hai cùng sở hữu vũ khí hạt nhân.
nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc mạnh hơn Ấn Độ vì Trung Quốc có nhiều vũ khí mạnh hơn và quân số cũng đông hơn. Tuy nhiên, đó chưa phải là yếu tố đem lại chiến thắng. Trên thực tế, hai nước này, kẻ tám lạng người nửa cân, nếu bên nào tấn công trước sẽ chiếm thế thượng phong thì có thể giành chiến thắng. Vào năm 1962, hai nước này từng xảy ra chiến tranh biên giới, khi ấy Trung Quốc đã chiến thắng bởi hạ thủ vi cường. Có nghĩa là Trung Quốc đã nhanh tay tấn công trước, tuy nhiên vào thời điểm này, yếu tố đó không còn là ưu thế. Bởi tấn công trước hay tấn công sau, Ấn Độ hiện không còn là Ấn Độ của những năm 1962 nữa. Họ đã tìm ra một điểm yếu chết người, đó là tập trung tất cả đầu đạn tên lửa hạt nhân vào đập Tam Hiệp. Các loại tên lửa của Ấn Độ vốn đã nổi tiếng bây giờ còn nổi tiếng hơn. Loại tên lửa mới này đã đạt đến độ chuẩn mực, bay xa hơn 3.500 km. Nó vượt qua tầm bắn của đập Tam Hiệp. Nếu Ấn Độ muốn khai hỏa, tiêu diệt Trung Quốc, hàng loạt quả tên lửa này liền một lúc lao vào đập Tam Hiệp thì Trung Quốc sẽ giương cờ trắng đầu hàng. Vâng, mới đây thế giới lại sửng sốt hơn khi nghe được về các loại tàu chiến của Ấn Độ. Loại tàu trên của Ấn Độ đã bắt đầu đi vào Biển Đông, tiến vào vịnh Cam Ranh. Loại tàu này không thua tàu sân bay của Mỹ là mấy, nó còn có thể bắn hạ tại sân bay của Trung Quốc không mấy khó khăn. Ấn Độ sẽ nâng cấp con tàu này trong 6 tháng để hoàn thành một bệ phóng tên lửa đời mới được lắp đặt trên con tàu này. Lúc đó, tàu của Ấn Độ sẽ còn đáng gờm hơn cả tàu sân bay của Trung Quốc. Khi biết tin này, Tập Cận Bình đã toát mồ hôi. Theo tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết, một tuần trước đây, Thủ tướng Modi đã ra lệnh cho Hải quân Ấn Độ nhanh chóng điều tàu sân bay Vision đến Biển Đông sau vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ với Trung Quốc tại thung lũng Thanh Quan trên cao nguyên Golan. Mục tiêu ban đầu không ai hiểu về hành động điều tàu sân bay Vision bất thường này của Thủ tướng Modi. Giới quân sự Trung Quốc bàng hoàng khi biết tin Ấn Độ đã bí mật hợp tác đóng tàu sân bay Vision. Thông tin này đã khiến cho Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương đứng ngồi không yên. Tập Cận Bình triệu tập các tướng tư lệnh và Tổng tham mưu trưởng đến văn phòng họp. Họ tập đi lại liên tục như người mất hồn. Các tướng tá chỉ biết nhìn nhau trong sự im lặng đến khó tả. Ấn Độ đã chế tạo tàu sân bay phía trên tại nhà máy đóng tàu Cochin. Năm 2013, tàu sân bay này được đưa vào hoạt động tại Ấn Độ. Ban đầu, con tàu được lên kế hoạch thử nghiệm điểm neo đậu trên biển vào cuối năm 2014. Tàu sân bay Vision được thiết kế theo sơ đồ tua bin cất cánh ngắn, hạ cánh có hỗ trợ. Tàu sân bay có chiều dài 262m, chiều rộng 60m, trọng lượng choán nước là 40.000 tấn. Phía trên có thể đạt tốc độ lên đến 50 km/h, tầm hoạt động trên 14.800 km. Phía trên được trang bị 4 bệ phóng cỡ nòng 30mm và 76mm, đồng thời có thêm các bệ phóng tên lửa phòng không. Nhóm không quân của tàu bao gồm 40 máy bay, trong đó có 15 máy bay chiến đấu MiG-29K của Nga. Hiện Hải quân Ấn Độ đang sở hữu hai tàu sân bay IMS Virat và IMS Viramakita. IMS Virat đã hạ thủy năm 1944, được mua lại từ Anh năm 1986, tàu sân bay lâu đời nhất trên thế giới còn hoạt động. Trong khi đó, IMS Viramakita có độ choán nước 45.000 tấn, được Ấn Độ mua lại tàu sân bay trực thăng từ Nga với giá 2,35 tỷ đô la Mỹ. Tàu được biên chế vào cuối năm 2013 nhằm thay thế các tàu sân bay cũ. Ấn Độ quyết định chế tạo một mẫu hàng không mẫu hạm nội địa với sự trợ giúp của Nga và Italia với tên gọi là Vidren. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!